Ví dụ như bây giờ anh chào em, qua về mẫu mã chất lượng thì chỉ ok chất lượng nhưng mà về giá. Em ơi anh ơi, giờ cái này mà nó rẻ quá anh chị không dám xài sao chị dám bán em về làm đi. Nào giờ tôi thấy nó còn có rẻ muốn nước gì đây chỉ bán tiếp 1 triệu mấy thôi. Là tức là mình chỉ là bằng 10% của họ thôi. Thì khi này á, thông thường những cái này sẽ rất đó là em biết là chị là spa chuyên nghiệp, là chị bên chị sẽ có một cái chương trình, một cái combo sản phẩm cao cấp chuyên điều trị đặc trị và chăm sóc da bên chị rồi. Và cái sản phẩm này ngay từ đầu em chào sản phẩm của chị thì em đã nhắc nhiều tới cái lứa tuổi học sinh sinh viên và công nhân, khu vực mình nhiều công nhân, và những đối tượng này là những đối tượng thu nhập thấp. Vì họ thu nhập thấp cho nên là bên em mới cố tình ra cái dòng sản phẩm giá tầm giá này để đánh vào cái tầng lớp khách hàng, cái phân khúc khách hàng là giá thấp. Là bởi vì một đứa học sinh sinh viên, một bà công nhân, một cái cô công nhân 6 triệu 8 triệu một tháng thì không sẵn sàng để bỏ ra 1 triệu tới 2 triệu để sử dụng một cái sản phẩm đặc biệt mũi hành nám. Nhưng mà nếu như một cái serum của em 290 ngàn hoặc là mua kem 300 ngàn thì họ sẵn sàng chẳng hạn gì. Và đây là sản phẩm mà bên spa chị đang khuyết từ trước đến nay. Những khách bình dân bước vô spa của chị không có tiền đi về tay không, không có gì cầm cầm về hết, và sản phẩm em là cung cấp cho cái phân khúc đó cho spa của chị. Bởi vậy á, cho nên anh thường hay nói với đứa em á là đi vào spa quan trọng người ta chịu nghe mình nói tới khúc này hay không, nào tại vì thấy cái mặt mình trước cửa là đã đủ rồi, là không không tiếp thôi. Khi mình phân tích tới đó giá rẻ rẻ là vì em đánh được cái khúc đó. Công ty em cố tình làm ra cái dòng sản phẩm này để làm cho khúc đó, và khúc đó ở đây thì là ai, học sinh, sinh viên, công nhân, thu nhập thấp. Còn những người mà nó tới lúc này mà vẫn không nhập hàng nữa thì là họ, tức là cái câu hỏi của họ là họ hỏi cho vui, hỏi để kiếm cớ từ chối. Bảo thủ rồi. Nó tay cho là bạn.